thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên các đảo gần Đài Loan. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trước đây thì các nước phương Tây luôn khuyên Ukraine là không nên tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Nhưng mà giờ đây thì một số nước châu Âu, đặc biệt là Thụy Điển, đã tuyên bố ủng hộ Ukraine nên tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ của Nga. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thực hư câu chuyện này và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thụy Điển tuyên bố Kiev có quyền tấn công vào lãnh thổ của Nga. Theo một số phương tiện truyền thông, chính quyền Mỹ đang có những cuộc thảo luận về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga ở một mức độ nhất định. Thông tin này phù hợp với những gợi ý mà Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken và Lloyd Austin đã đưa ra gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Paul Johnson đã tuyên bố rằng Ukraine có thể tấn công các lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây. Ông cho rằng theo luật pháp quốc tế thì Ukraine có quyền tự vệ, miễn là các hành động đó tuân thủ luật pháp và tập quán xung đột. Chính phủ Thụy Điển phải bảo vệ quan điểm này không chỉ đằng sau cánh cửa đóng kín, mà còn phải công khai quan điểm này trước các nước phương Tây khác, thúc đẩy các cuộc tranh luận và khiến cho các quốc gia đó từ bỏ những quan điểm vô lý. Trước đó, thì vào ngày 24 tháng 5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi các nước liên minh nên dỡ bỏ hạn chế đối với việc Ukraine tấn công bằng vũ khí phương Tây vào các mục tiêu trên lãnh thổ của Nga. Ông kêu gọi các đồng minh NATO nên chấm dứt lệnh cấm sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Mục tiêu rõ ràng của ông Jens Stoltenberg là chính sách được duy trì bởi Tổng thống Biden nhằm kiểm soát những gì mà Ukraine có thể và không thể tấn công bằng các hệ thống do Mỹ cung cấp. Bên cạnh đó, thì người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vào hôm 23 tháng 5 cho biết những tuyên bố của Mỹ về việc cho phép Kiev bắn vũ khí Mỹ vào sâu lãnh thổ của Nga đang khiến cho mức độ leo thang tại Ukraine gia tăng đáng kể. Và đó là một quan điểm hoàn toàn vô trách nhiệm. Theo ông thì đây là hành vi đổ thêm dầu vào lửa và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trước đó thì vào ngày 22 tháng 5, chính phủ Thụy Điển đã phân bổ 3,3 tỷ đô để hỗ trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2024 đến 2026. Và với đề xuất hỗ trợ Ukraine đến năm 2026, thì tổng số hỗ trợ quân sự và dân sự từ Thụy Điển cho Ukraine sẽ lên tới hơn 5 tỷ đô la. Moscow đã nhiều lần chỉ ra việc Kiev sử dụng đạn dược do Mỹ và châu Âu cung cấp để tấn công Nga. Ví dụ như là vào ngày 18 tháng 5, hệ thống phòng không Nga đã loại bỏ 4 quả bom dẫn đường và hai tên lửa chống radar trên khu vực Begorod. Cũng trong ngày 11 tháng 5, vụ trưởng về châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga Sergei Belyak đã chỉ ra rằng lực lượng Ukraine đang tích cực sử dụng vũ khí của Anh để tấn công các khu vực của Nga. Ông nhấn mạnh rằng Anh là một trong những nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Kiev, khi mà nước này vẫn đang tiếp tục vận động hành lang để các nước khác cung cấp vũ khí cho quay nào. Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên các đảo gần Đài Loan Trong cuộc tập trận quân sự Mỹ và Philippines diễn ra gần đây, một số đội quân đã tiếp cận các hòn đảo nhỏ trên đảo Lưu Dông. Sự hiện diện của các đội quân này cho thấy thủy quân lục chiến Mỹ đang thực hành chiến thuật nhảy đảo cùng các đồng minh. Để một ngày nào đó, họ có thể chiến đấu với lực lượng Trung Quốc theo tờ Wall Street Journal vào ngày 26 tháng 5 đưa tin, đây là một phần của cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Philippines. Thủy quân lục chiến Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột trong thế giới thực. Họ đang điều chỉnh một chiến lược rất quan trọng để chống lại Trung Quốc trên các đảo lân cận. Các đội quân này thuộc Trung đoàn Thủy quân lục chiến số 3 của Hoa Kỳ. Trung đoàn này được thành lập vào tháng 3 năm 2022 như một phần trong kế hoạch tái thiết lục quân của Mỹ nhằm đáp ứng tốt hơn trước sự cạnh tranh giữa các cường quốc sau nhiều thập kỷ chiến đấu tại Iraq và Afghanistan. Và eo biển Luzon chính là một địa điểm chiến lược để huy động quân đội nhằm giành lợi thế chiến lược, đồng thời cũng được coi là điểm nghẽn cho giao thông đường biển và đường không. Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, Mỹ và Philippines đã tổ chức cuộc tập trận quân sự chung Palikatan năm 2024. Trong Palikatan 2024, những người tham gia sẽ thực hiện một loạt các nhiệm vụ, bao gồm an ninh hàng hải, phòng không và các hoạt động thông tin. Hải quân Philippines, hải quân Mỹ và hải quân Pháp sẽ tiến hành cuộc tập trận hàng hải đa phương trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Hơn 16.000 thành viên của AFP và quân đội Mỹ sẽ cùng nhau huấn luyện trong năm nay. Các lực lượng của lực lượng phòng vệ Australia và hải quân Pháp cũng sẽ tham gia với tư cách là khách mời. Trong khi đó, 14 quốc gia sẽ đóng vai trò như là quan sát viên quốc tế do AFP tổ chức, bao gồm một số quốc gia Đông Nam Á, một số quốc gia châu Âu, Ấn Độ Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Thế giới bên ngoài dường như nhận thấy rằng Mỹ và Philippines đã đưa một số hòn đảo gần Đài Loan vào các cuộc tập trận quân sự của họ. Điều này đã nêu bật vai trò của Philippines trong một cuộc xung đột có khả năng xảy ra trên eo biển Đài Loan. Theo đó thì trung đoàn tác chiến ven biển số 3 sẽ bay tới đảo Ipas ở eo biển Luzon. Tại khu vực này thì các chiến binh sẽ khảo sát để xác định phương tiện nào có thể được vận chuyển trong thời chiến sau đó thì tiến đến phần biển phía bắc của hòn đảo đối diện với Đài Loan để xem xét kỹ hơn. Một đội chiến đấu khác sẽ tới đảo Yami ở miền bắc của Philippines, nơi mà chỉ cách Đài Loan 88 dặm, để tiến hành trinh sát mặt đất, tìm hiểu xem họ cần chuẩn bị những gì tại đây nếu như chiến tranh nổ ra. Họ biết được rằng thiết bị thực sự cần thiết trong thời chiến là những con tàu có thể vận chuyển giữa các đảo, nếu không sẽ bị hạn chế bởi địa hình gồ ghề và phải dựa vào vận tải trực thăng nhưng mà máy bay trực thăng thì quá dễ dàng bị phát hiện trong thời chiến và khả năng vận chuyển của chúng cũng nhỏ hơn nhiều so với tàu. Cho một cuộc xung đột giả định, thủy quân lục chiến sẽ mang theo tên lửa và radar. Họ sẽ đi theo nhóm nhỏ trên các hòn đảo và bờ biển. Một phần mục tiêu của thủy quân lục chiến là sớm dồn Bắc Kinh vào cuộc xung đột để cầu giờ cho các lực lượng khác của Mỹ được triển khai. Đối phương sẽ phải tiêu tốn rất nhiều nguồn lực và thời gian để tìm ra họ đang ở đâu và đang làm gì. Theo Benjamin Jackson, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng, những lực lượng cơ động này di chuyển lên xuống chuỗi đảo đầu tiên để có thể liên tục buộc Trung Quốc phải truy lùng họ. Điều này sẽ đặt gánh nặng lớn lên mạng lưới tình báo của Trung Quốc. Thông tin công khai cho thấy chuỗi đảo đầu tiên bắt nguồn từ quần đảo Nhật Bản và quần đảo Ryukyu ở phía Bắc, nối giữa Đài Loan và Philippines, quần đảo Sanda lớn với New Zealand ở phía Nam. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên của chính quyền Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của mình. Nhưng mà trong các cuộc tập trận thực tế thì quân đội Mỹ cũng không dễ dàng đạt được tất cả các mục tiêu trên và phải đối mặt với những thách thức về các vấn đề khác nhau. Trong đó có việc vận chuyển vật tư. Trong 2 năm qua, trung đoàn thủy quân lục chiến Duyên hải số 3 đã huấn luyện ở quần đảo Hawaii, tiến hành các hoạt động mô phỏng tại California và thực hiện 4 chuyến đi tới Philippines. Họ đang thực hành các chiến thuật để liên lạc trong khi vẫn giữ bí mật, chẳng hạn như là tạo ra lượng lớn tiếng ồn để gây nhầm lẫn cho lực lượng chính xác của đối phương. Philippines đã nêu rõ quan điểm của mình về xung đột eo biển Đài Loan trong tài liệu chính sách an ninh quốc gia công bố vào tháng 8 năm ngoái. Rằng với sự gần gũi về mặt địa lý của Đài Loan với quần đảo Philippines, và thực tế là có hơn 150.000 công dân Philippines hiện đang sinh sống tại Đài Loan, thì bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào tại eo biển này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Philippines. Philippines lo ngại về sự ổn định kinh tế, dòng người tị nạn và phúc lợi của người dân Philippines tại Đài Loan. Tổng thống Philippines Marcos đã từng nói rằng họ đang rất căng thẳng trong những mâu thuẫn tại vùng Biển Đông và vùng Biển Hòa Đông. Philippines trước đó đã cho phép quân đội Mỹ sử dụng 9 căn cứ quân sự của mình. Trong đó có hai căn cứ mới được bổ sung nằm trên đảo Luzon, tương đối gần với Đài Loan. Philippines cũng cho biết những địa điểm này có tầm quan trọng chiến lược. Các chuyên gia cũng cho rằng đảo Luzon có ý nghĩa rất lớn đối với quân đội Hoa Kỳ, đặc biệt là căn cứ cho tên lửa và pháo binh một hệ thống có thể được sử dụng để chống lại cuộc xâm lược đổ bộ của Trung Quốc vào Đài Loan. Trung Quốc thực hiện hoạt động gián điệp chống lại các quốc gia ở Biển Đông Theo công ty an ninh mạng Peter Fender của Romani, một tác nhân đe dọa mạng mới bị nghi ngờ có quan hệ với Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào các tổ chức quân sự và chính phủ ở các quốc gia Biển Đông từ năm 2018. Theo báo cáo được công bố vào ngày 22 tháng 5, các nhà nghiên cứu của Peter Fender đã đặt tên cho tác nhân đe dọa là Unfolding Shihai và lưu ý rằng các hoạt động của nó phù hợp với lợi ích địa chính trị của Trung Quốc. Bởi vì mục tiêu và bản chất của các cuộc tấn công cho thấy sự liên kết chặt chẽ với lợi ích của Bắc Kinh. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nhóm này đã tạo ra một kho vũ khí phức tạp gồm các phần mềm độc hại với một trong những kỹ thuật được phát hiện có sự trùng lọc với kỹ thuật của nhóm gián điệp nổi tiếng do Trung Quốc hậu thuẫn là APT-41. APT-41 là một trong những mối đe dọa được biết đến của Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động mạng độc hại nhắm vào các tổ chức và chính phủ phương Tây. Hiện tại thì năm công dân Trung Quốc thuộc nhóm APT-41 đang nằm trong danh sách điều tra truy nã của FBI. Sau khi họ bị truy tố vào năm 2020 với các cáo buộc liên quan đến chiến dịch hack những bí mật thương mại và thông tin nhạy cảm từ hơn 100 công ty và tổ chức trên toàn thế giới. Ngoài ra thì Infedin cũng đã nhắm mục tiêu vào ít nhất 8 nạn nhân, bao gồm hầu hết các mục tiêu quân sự và chính phủ kể từ năm 2018, và nó liên tục lấy lại quyền truy cập vào các hệ thống bị xâm nhập. Một phương pháp mà nhóm này sử dụng để xâm nhập vào các hệ thống mục tiêu là gửi email lừa đảo trực tuyến bằng các kho lưu trữ zip độc hại. Sau khi có được quyền truy cập vào các hệ thống được nhắm mục tiêu, thì Infedin đã sử dụng sự kết hợp giữa các công cụ tùy chỉnh và có sẵn để thu thập dữ liệu. Một công cụ tùy chỉnh là Keylogger, có tên là XKeylog, để ghi lại các thao tác gõ phím trên máy của nạn nhân. Một công cụ tùy chỉnh khác là trình niêm phòng dữ liệu trình duyệt để nhắm mục tiêu dữ liệu được lưu trữ trong Google Chrome, Firefox hoặc là Internet Explorer. Công cụ tùy chỉnh thứ ba cho phép Infodin hay giám sát sự hiện diện của thiết bị di động trên các hệ thống bị xâm nhập. Công cụ này sẽ kiểm tra các thiết bị di động cứ sau mỗi 10 giây. Nếu như USB được gắn, thì nó sẽ thu thập thông tin chi tiết về thiết bị và gửi chúng bằng yêu cầu đến máy chủ do kẻ tấn công đang kiểm soát. Theo báo cáo nghiên cứu, Infidin hay cũng thu thập dữ liệu từ các ứng dụng nhắn tin, bao gồm Telegram và Viber. Ngoài ra, nhóm còn sử dụng công cụ nén RAR để thu thập dữ liệu theo cách thủ công. Sự kết hợp giữa các công cụ tùy trình và sẵn có này cùng với việc trích xuất dữ liệu thủ công, vẽ nên một bức tranh về một chiến dịch gián điệp có mục tiêu tập trung vào việc thu thập thông tin nhạy cảm từ các hệ thống bị xâm nhập. Được biết rằng nhóm đe dọa này đã không bị phát hiện trong hơn 5 năm, một hiện tượng mà báo cáo cho biết đặc biệt đáng lo ngại và những kẻ tấn công đã thể hiện cách tiếp cận tình vi đối với các cuộc tấn công mạng. Các nhà nghiên cứu cho biết họ công bố phát hiện của mình vì họ muốn giúp cộng đồng an ninh có thể phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực gián điệp của họ. Được biết rằng Trung Quốc hiện đang tranh chấp với nhiều quốc gia Đông Nam Á và các quốc gia ở khu vực Đông Á về các dạng san hô tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Phần quân quốc tế vào năm 2016 đã bác bỏ yêu sách đường chiến đoạn của Bắc Kinh đối với khoảng 85% tổng số 22 triệu dặm vuông của Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vào tháng 2, Philippines đã thông báo rằng các tin tặc có trụ sở tại Trung Quốc đã cố gắng đột nhập vào các trang web và hệ thống email của Tổng thống và các cơ quan chính phủ của nước này, nhưng đã không thành công và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo